Chính trị 07 rút ngắn sáng 12.3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tổ trưởng tổ công tác của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc xây dựng nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của Ủy ban này, trình Chính phủ cho ý kiến. Một nội dung quan trọng được tổ công tác tập trung thảo luận là lựa chọn nhân sự, cán bộ cho Ủy ban trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh, công việc này phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm tuyển chọn được người tài trong quản lý, phát triển khối tài sản, vốn của nhà nước trong đầu tư, kinh doanh. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh công tác cán bộ phải tuân thủ đề án của Bộ Chính trị về thành lập ủy ban là bảo đảm không làm tăng thêm biên chế nhà nước. Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu nhân sự phải bảo đảm, tác nghiệp được ngay. Phó Thủ tướng nêu rõ, ủy ban là cơ quan trực tiếp thực thi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nên nhân sự phải đảm đương nhiệm vụ được ngay là rất quan trọng, để công việc không bị đình trệ. Do vậy, Tổ trưởng, Tổ công tác yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung, chủ động tuyển chọn, đề xuất lên Chủ tịch Ủy ban danh sách cán bộ chất lượng cao của bộ, ngành, lĩnh vực để quyết định nguồn lao động.